Excuse me. Xin chào các bạn, các bạn đã quay lại chuỗi kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Kick the Body và sử dụng những cái vũ khí nguy hiểm của Kick the Body trong game này. Và mời các bạn cùng xem mình chơi nhé. Và nếu như ai quên chưa like và subscribe cho mình, hãy cho mình một like và subscribe các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên là ok, hôm nay mình sẽ sử dụng loại vũ khí gì đây? Đầu tiên sẽ là cái này đi. Cái này cái mỏ lết đấy các bạn. Phang nó mới phát trước đó. Xem mình sẽ dùng welding. Welding là cái gì nhỉ? Hàn xì nha các bạn. Nên gọi là hàn xì. Hàn xì chỗ bộ đội. Sau đó mình sẽ dùng cái crew deal này, mình sẽ khoan. Tiếp theo là súng bắn đinh. Hết rồi băng rồi. Giờ sẽ là ghim. Chờ mình sẽ cho vào máy xay các bạn ơi. Mình đã xay cho bớt đi ra bã rồi các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy mình hay, hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.